làm thay được. Đúng không? Đây, đồ siêu đây. Này thằng Điều làm gì đang làm thay nó chứ? Anh em đến thăm đồ siêu. Điều, ngồi đây. Mình nói là mình người ta gọi người ta mình là sếp á nhỉ. Ừ. Rồi không. Điều là con của đây. Hôm nay là anh của thằng này. À, quý vị đang xem đây là nhà của đứa siêu đang làm đây. À, đây làm cái nhà sàn nhỏ nhỏ. Đây còn kia là đây là y vũ đây, đây là y vũ đang xem xe đang cặp làm cái hồ đô siêu, hồ của đô siêu đây. Quý vị xem đây. Và quý vị xem đây nữa là cái chòi của đứa siêu đang dựng chòi để làm cái xây công trình về nhà ở tim của đứa siêu đó kìa. Đây cái hương cây đây là gì đây, bông giấy, hương cây bông giấy của đứa siêu. Đây làm cái nhà sàn và làm cái nhà sàn của đứa siêu này. Chúng ta đang nhìn xa xăm kia, chỗ cái khói kia là nhà bố mẹ của đứa siêu. Đó, chỗ cái khói kia, vườn cao su, bạch ngàn, đó là nhà của bố mẹ đứa siêu rồi chị của đứa siêu đấy. Còn bây giờ chúng ta đang xem chỗ gần đây, đây là nhà tim của đứa siêu. Tim của đứa siêu đang xây nhà. Nhờ cái làm YouTube đô siêu xây dựng cái nhà này, làm nhà sàn đây, rồi cái công trình đô siêu sau này trở thành một cái nhà cực tụ thì chúng ta thấy rõ hơn. Còn bây giờ thì chẳng qua là xem cái gọi là công trình đang làm. Cái đây gọi là túp liều của đô siêu thôi. Đang xây dựng cái nhà, xây dựng cái công trình. Rồi chúng ta sử dụng dừng lại video clip lại tại đây. Các bạn xem video clip của tôi và xin nhớ like và subscribe nhé.